Quý vị, một trong nhiều chính sách thiết thực gắn liền với căn cước đó là từ hôm nay 1 tháng 7 năm 2024, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng một ngày sẽ phải xác thực sinh trắc học. Việc xác thực này sẽ được so sánh với cơ sở dữ liệu tập trung về dân cư nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Có thể nói trong bối cảnh tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, quy định xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản là cần thiết nhằm tăng tính bảo mật cho khách hàng. Thường xuyên có nhu cầu giao dịch nên bắt buộc phải xác thực sinh trắc học, nhưng ông Phi Long lại không rành về công nghệ và sợ bị hack tài khoản, nên ngay từ sáng sớm hôm nay 1 tháng 7, ông đã đến chi nhánh ngân hàng Agribank nhờ hỗ trợ. Mình sợ mình làm mình bị cái lừa đảo đấy, cho nên mình không dám tự làm, cho nên mình vô trong đây nhờ ngân hàng để mà trực tiếp làm cho nó an toàn. Thì sau khi sáng vô đây thì gặp cô này làm rất là nhiệt tình, làm rất ok, cuối cùng là làm được. Mong rằng là tất cả mọi người đều ý thức cái việc này và nên làm việc này để cho không bị lừa đảo nữa, mà ngân hàng và người ta chuyển tiền nó có rất an toàn, là tạo một niềm tin cho người dân. Thời gian thực hiện cập nhật sinh trắc học tại ngân hàng mất khoảng 5 phút đối với những khách hàng đã có dữ liệu của thẻ căn cước gắn chip và khoảng 15 phút đối với những khách hàng chưa cập nhật dữ liệu. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này đã được triển khai từ trước nên đến hôm nay mọi việc khá thuận lợi. Cuối tuần vừa rồi, thứ bảy chủ nhật thì toàn bộ chi nhánh cũng như là các cái dịch vụ khách hàng của ngân hàng đều làm việc cuối tuần để hỗ trợ khách hàng nếu khách hàng gặp những cái vấn đề liên quan đến sinh trắc hoặc là liên quan đến việc chuyển tiền từ ngày 1 tháng 7. Thì trong ngày 1 tháng 7 chúng tôi cũng tạo thêm một số các tiện ích cho khách hàng, đặc biệt những khách hàng không thực hiện được thông qua hệ thống online là buộc phải ra quầy, thì chúng tôi cũng có những hệ thống để hỗ trợ khách hàng luôn ở tại quầy. Và trong một số trường hợp ở vùng sâu vùng xa thì các bạn nhân viên dịch vụ khách hàng có thể đến trực tiếp gặp khách hàng, dùng cái hệ thống app ở trên điện thoại của họ để có thể hỗ trợ khách hàng để có thể thực hiện được. Theo các ngân hàng, dù quá trình này khá đơn giản và nhanh chóng, nhưng một số người vẫn gặp khó khăn vì điện thoại không có NFC hoặc chưa có thẻ căn cước gắn chip. Để khắc phục cái tình trạng này thì khách hàng, người dân đến trực tiếp các phòng giao dịch mà mình mở tài khoản và sử dụng cái dịch vụ của ngân hàng, bất cứ cái điểm giao dịch nào cũng được hướng dẫn. Trong đó các ngân hàng sẽ đọc, có cái máy đọc dùm cái căn cước công dân. Và để khắc phục cái tình trạng là không có cái chức năng NFC, từ đó các ngân hàng sẽ cập nhật cái sinh trắc học cho khách hàng. Và việc cập nhật này là cập nhật một lần, sau đó khách hàng sẽ sử dụng cái dịch vụ mobile banking hoặc là internet banking để sử dụng cái dịch vụ này. Tính đến hết năm 2023, Bộ Công an đã cấp hơn 84,7 triệu thẻ căn cước gắn chip và 70,2 triệu tài khoản VNEID, nên đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng giúp ngành ngân hàng triển khai định danh, xác minh chính xác khách hàng.